vượt hơn 1.000 km từ Nam ra Bắc giúp đỡ bà con vùng bão lũ. Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu làm nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với huyện Cần Giờ. Tạm giữ hình sự tài xế taxi thủ hàng cấm. Phát hiện thi thể người đàn ông trên ban công bệnh viện. Phút đời thường, nhóm giảng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra hệ thống chẩn đoán ung thư tích hợp AI. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước, và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, ngày 22 và 23 tháng 9, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập đoàn công tác vượt hơn 1.000 km để thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại ba huyện Văn Bàn, Bắc Hà và huyện Simacai thuộc tỉnh Lào Cai. Người dân hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi nhà cửa bị hư hỏng nhiều, đường xá đi lại gặp khó khăn. Trung tá Trương Văn Quốc, trưởng ban thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đợt này, lực lượng công an hỗ trợ cho 85 hộ dân với tổng số 55 tấn hàng hóa, gồm gạo, nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng hàng ngày, thuốc, men. Tổng trị giá ước tính trên 1,2 tỷ đồng, trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt để tặng cho người dân 2 triệu đồng một hộ. Những món quà tuy nhỏ nhưng thấm đẫm nghĩa đồng bào là tấm lòng của lực lượng công an tỉnh Kiên Giang và người dân miền Nam gửi cho bà con miền Bắc, với mong muốn vơi bớt đi phần nào khó khăn vất vả, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ phát động, kêu gọi toàn bộ cán bộ chiến sĩ ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Vừa qua, người dân ở huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cầm cờ hoa, đứng dọc hai bên đường vẫy chào cảm ơn các bộ đội đã giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết, hoàn lưu bão Yagi đã gây ra trận lũ lịch sử, làm thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương cả về người, tài sản, cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời điểm khó khăn này, huyện nhận được sự giúp đỡ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, các lực lượng, nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Đặc biệt là sự giúp đỡ không biết mệt mỏi, không kể nắng mưa của các đơn vị quân đội như Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2, Lữ đoàn 543, Quân khu 2, Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, lực lượng dân quân huyện Trạm Tấu, với tổng cộng gần 3.000 nhân công, máy móc để huyện Trấn Yên vượt qua những khó khăn ban đầu do thiên tai gây ra. Còn tại thành phố Yên Bái, dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, rất đông người lớn, trẻ em, người già đã đứng xếp hàng ngay ngắn, trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, vẫy chào và hô vang những lời cảm ơn. Cảm ơn các chú bộ đội, biết ơn bộ đội nhiều lắm. Chúc các chú bộ đội mạnh khỏe khi đoàn xe chở chiến sĩ bộ đội đi qua. Lực lượng quân đội đã đóng góp trên 12.000 ngày công và 325 lượt phương tiện, góp phần quan trọng giúp tỉnh Yên Bái sớm ổn định cuộc sống nhân dân, phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau mưa lũ. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị dự án đầu tư nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường rừng xác huyện Cần Giờ. Dự kiến chi phí đầu tư nút giao này khoảng 2.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách thành phố. Tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài 58 km đi qua huyện Cần Giờ dự kiến hoàn thành năm 2025 nhưng lại chưa có nút giao kết nối với đường rừng sát, trong khi dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài 76 km cũng đang được xây dựng với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2025 và hoàn tất vào năm 2026.
Khi cao tốc Bến Lức Long Thành và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh kết nối các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ. Như vậy, khi đầu tư nút giao Rừng Sát, người dân các địa phương sẽ có thể dễ dàng đi đến huyện Cần Giờ bằng đường cao tốc. Ngoài ra, theo kế hoạch và đề xuất, cao tốc Bến Lức Long Thành còn có 4 nút giao quan trọng ở phía Tây và Nam thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nút giao Mỹ Yên nối 3 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Bến Lức Long Thành và vành đai 3. Nút giao với quốc lộ 1 huyện Bình Chánh, nút giao với quốc lộ 50 huyện Bình Chánh, nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Tạo huyện Nhà Bè. Việc làm các nút giao cao nêu trên sẽ mở cánh cửa kết nối giao thông liên vùng, thuận tiện hơn trong việc đi lại. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Lê Thành Nhân, 37 tuổi, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, rạng sáng 18 tháng 9, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại cầu sông Hàn thì phát hiện xe taxi Vinasun có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, tổ công tác phát hiện tài xế Nguyễn Lê Thành Nhân tàng trữ một gói ma túy thuốc lắc và một gói ma túy đá. Ngay sau đó, tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải đã lập biên bản và bàn giao đối tượng tăng vật cho đội cảnh sát ma túy công an quận Sơn Trà xử lý theo quy định. Khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 9, đang tưới nước cho cây xanh ở tiền sảnh cổng chính của bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Người tưới nước nghe có mùi hôi thối, khi kiểm tra ban công bệnh viện thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Viện kiểm sát, công an lập tức có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Sự việc sau đó được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi báo cho Công an tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí thi thể trên ban công tiền sảnh bệnh viện gần khoa hồi sức tích cực và các phòng làm việc của y bác sĩ. Phía dưới ban công là lối đi chính, hàng ngày có rất đông bệnh nhân, người nhà ra vào các khoa phòng. Theo ghi nhận, một xe thang đã được điều động tới hiện trường. Một nhóm chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, nhóm khác tiếp cận hiện trường. Do vị trí phát hiện thi thể ở trên ban công nên công an dùng cả flycam để quan sát khu vực. Một nguồn tin cho biết người đàn ông này quê ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị bệnh và có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Cách đây khoảng một tuần, người nhà không thấy người đàn ông này ở phòng bệnh và đã tìm kiếm nhưng mãi không ra, đến nay thì phát hiện sự việc. Hiện tại, người nhà của nạn nhân đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ngày 23 tháng 9, Công an huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bàn giao hai thanh thiếu niên chém người khác nguy kịch do mâu thuẫn chuyện tình cảm cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Đó là Y Phú Bia, 18 tuổi và Y Khiên Katun, 14 tuổi, cùng trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên. Còn nạn nhân trong vụ án là anh Y Hùng Cường Bia, 21 tuổi, trú cùng xã. Theo điều tra trước đây, Y Phú và một cô gái ở cùng buôn yêu nhau. Tuy nhiên gần đây hai người chia tay. Biết anh Y Hùng Cường là người yêu mới của cô gái nên Y Phú tìm cách đánh dặn mặt. Biết anh này thường chở bạn gái đi qua đường gần nghĩa địa buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu. Nên 23 giờ ngày 21 tháng 9, Y Phú cầm dao và rủ cháu ruột là Y Thiên mang thêm con dao dài hơn 1 mét đến đây chờ chặn đánh. Khoảng 10 phút sau, thấy anh Y Hùng Cường chở bạn gái đi ngang qua, cả hai đuổi theo. Y Thiên chém một nhát trúng cổ khiến nạn nhân nguy kịch. Gây án xong, cả hai bỏ về nhà bạn ở cùng xã cướp dao lẫn trốn, nhưng đến sáng hôm sau thì bị bắt. Anh Y Hùng Cường được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nên tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đang rất nguy kịch. Thưa quý vị, nhận thấy bệnh nhân trong quá trình chẩn đoán ung thư phải trải qua nhiều bước kiểm tra, thực hiện phương pháp xâm lấn để lấy mẫu sinh thiết gây ảnh hưởng đến cơ thể. Nhóm giảng viên cùng sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra hệ thống chẩn đoán ung thư bằng phương pháp đo phân cực tích hợp AI. Mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự ngay sau đây. Với phương pháp đo phân cực bằng ánh sáng kết hợp AI, việc kiểm tra bệnh có thể thao tác ngay trên cơ thể người bệnh mà không cần tiếp xúc với bộ phận đang bị tổn thương. Đây được xem là một phương pháp mới, thêm lựa chọn trong việc chẩn đoán ung thư.
Hiện tại, phương pháp này có thể dùng để chẩn đoán nhiều bệnh khác nhau như tiểu đường, viêm gan B, ung thư vú, ung thư da, ung thư đại trực tràng, cho kết quả chỉ trong 10 đến 15 phút. Kỹ thuật phân cực ánh sáng thì nó hiện giờ nó cũng là một cái kỹ thuật mới trong ngành quang học đang phát triển, và một đặc điểm nổi bật là nó sẽ không gây ra những bức xạ ion hóa như là tia X, bởi vì nó sử dụng tia laser, laser đỏ, và phân loại laser thì nằm ở loại 2 nên nó cũng khá là lành tính cho người sử dụng. Thêm nữa thì vì sử dụng kỹ thuật quang học nên nó không xâm lấn lên người sử dụng. Thì đây chính là những ưu điểm vượt trội của phương pháp này. Hệ thống sử dụng 4 kính phân cực để tạo ra 6 trạng thái phân cực. Từ đó mình có thể sử dụng mình có thể coi được các tính chất phân cực của mẫu mô mẫu bệnh ung thư hoặc là mẫu mô mẫu bệnh thường, và so sánh tính chất quang học của chúng coi xem nó có khác nhau. Thì mình chuyển cái hệ thống này thành một cái hệ thống thu nhỏ, và nó sẽ phóng đại lên nhiều lần hơn so với hệ thống cũ. Với hệ thống nhỏ gọn và hiện đại như vậy, cùng với các công nghệ AI thì cái hệ thống của mình có thể đem đến cho bệnh nhân cái kết quả chẩn đoán về ung thư chính xác và nhanh gọn hơn so với những cái công nghệ cũ trước đây. Đặc biệt, nhóm đã xây dựng một ứng dụng trên điện thoại và máy tính. Cả bác sĩ và bệnh nhân có thể xem kết quả nhanh mà không cần phải chờ đợi quá lâu ở bệnh viện. Hệ thống của nhóm đang dùng với chất liệu in 3D. Sau khi hoàn thiện, dự kiến sẽ in bằng chất liệu kim loại cho độ bền cao hơn. Với hệ thống nhỏ sẽ ít sai số, có thể dễ dàng mang đến bệnh viện hoặc các phòng khám. Nhóm mình hướng tới là có thể đem cái hệ thống này sử dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế, hướng tới người sử dụng. Do đó nhóm mình đang làm một cái hệ tự động hóa hoàn toàn, có nghĩa là các thiết bị quang học sẽ được tích hợp lại thành một cái kính hiển vi phân cực, và khi đó thì các mẫu đo khi người sử dụng cần thì có thể sử dụng chế độ là tự động, và các kính sẽ xoay ở các trạng thái phân cực khác nhau để thu lại tín hiệu hình ảnh và cho ra kết quả chẩn đoán. Sau khi cái mẫu đã được thu lại, kết quả đo từ những cái hình ảnh của mẫu thu lại, thì toàn bộ cái bộ dữ liệu đó sẽ đưa vào cái mô hình AI. Thì hiện giờ nhóm mình cũng đã áp dụng thử một số model AI và cho ra cái kết quả chẩn đoán với độ chính xác là trên 95%. Hiện giá thành dao động của mỗi hệ thống chẩn đoán bệnh tích hợp AI là từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Nếu thành công, đây sẽ là thiết bị y tế mang thương hiệu Việt Nam có giá thành thấp, phù hợp trong việc chẩn đoán ung thư ở các cơ sở y tế. Với sáng kiến này, nhóm giảng viên, sinh viên đã đạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 17 và giải 3 Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhóm còn đạt giải nhất cuộc thi Tech Planter Asia Final 2024 và tiếp tục đi qua Malaysia dự thi quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.